Xin chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Philippines, Hồng Kông là hai nơi mà Song Hye Kyo có thể lấy lại ánh hào quang nếu rời bỏ Hàn Quốc. Thông tin trích dẫn từ bài được đăng trên tờ báo Sohu, báo online điện tử lớn nhất Trung Quốc. Cuộc hôn nhân tan vỡ khiến Song Hye Kyo phải đối mặt với nhiều chỉ trích. Khán giả Hàn Quốc cho rằng cô chính là nguyên nhân khiến Song Joong Ki muốn ly hôn. Gần nhất, người đẹp 38 tuổi tiếp tục vướng phải luồng ý kiến trái chiều khi không hủy lịch trình dự sự kiện để tưởng nhớ nữ ca sĩ quá cố Suli. Tờ Sohu mới đây đã đưa ra hai địa điểm nước ngoài đặc biệt đối với Song Hye Kyo. Trường hợp giả thiết rằng Hàn Quốc không còn là nơi lý tưởng để Song Hye Kyo phát triển sự nghiệp do định kiến xem trọng nam giới hơn nữ sau vụ ly hôn của cô. Hai địa điểm được nêu ra đó là Philippines và Hồng Kông. Nguyên nhân bởi vì, thứ nhất, Hồng Kông và Philippines đều là hai nơi có lượng fan lớn bậc nhất châu Á của Song Hye Kyo. Các fan ở đây luôn trung thành và bảo vệ Song Hye Kyo trước mọi khó khăn và thách thức. Thứ hai, Song Hye Kyo được cho rằng đã sở hữu các khối bất động sản, bao gồm các căn hộ chung cư cao cấp. Việc đó khiến cô có thể dễ dàng thuận lợi cho việc chuyển đến và thích nghi với cuộc sống ở nơi đây. Về cuộc sống cá nhân, Song Hye Kyo tuyên bố cô sẽ tạm ngừng đóng phim trong thời gian tới để tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Không nhận thêm các tác phẩm mới, cô chỉ dự sự kiện của các nhãn hàng và nhận chụp hình, quảng cáo. Thậm chí, phần lớn thời gian cô chỉ xuất hiện trong các sự kiện được tổ chức ở ngoài địa phận Hàn Quốc. Nữ diễn viên ít khi về nước, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và công chúng xứ sở Kim Chi. Cô thậm chí quyết định sang Mỹ học hỏi, trau dồi thêm về nghệ thuật tại New York.